Lữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe đạp Jingling Double Mint Thermax để họ thêm tự tin và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ khách 24 giờ. Bây giờ bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà bất kỳ. Nằm tại ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, Trà Vinh. Lưu ý, bạn không được phép lấy lý do đang tham gia chương trình để xin ở lại. Dạ cho con hỏi. Dạ có chơi không chị? Dạ em chào anh, em ở bên nhóm tình nguyện viên ở Sài Gòn về á. Thì tụi em đang đi khảo sát để mà giống như là hỏi thăm mấy cái địa phương xem là có những cái bé mà học giỏi mà nhà gia đình khó khăn á. Thì em muốn hỏi thăm anh chút là anh có biết ở vòng đây có ai không? Anh cũng không biết là bé nào mà học giỏi, bị anh cũng tối ngày anh đi làm vậy. Dạ. Nhưng mà anh có biết là giống như mình hỏi thăm ai được không? Ở trong cái khu vực trong xóm này á. Gia đình thì anh lấy lý do là một tình nguyện viên để đi tìm hiểu những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dường như anh Thư đã xác định sẵn hoàn cảnh gia đình như thế nào cho việc đi xin ở trọ. Cho chị hỏi là chị ở bên cái nhóm tình nguyện viên thì tụi chị cũng là sinh viên đang về đây để tìm hiểu khảo sát ngành nông nghiệp á, tụi chị phải ở lại để xin là học hỏi cái cách chăm hoặc cách trồng hoặc cách làm cái gì đó. Có ba mẹ không? Tại vì sợ cưng quyết định rồi ba mẹ không cho thì sao? Dạ mẹ ở đằng sau. Vậy cho chị ra gặp mẹ ha. Không hề tỏ ra lo lắng hay khẩn trương như bà xã, Huy Khánh có lẽ là người đã có kinh nghiệm trong tình huống phải đi xin ở trọ. Hồi hộp quá. Không biết là bên kia giờ đã xin được chưa? Chứ là Huy Khánh là không có muốn ăn khoai đâu. Sáng ăn khoai là sợ lắm. Nhớ lại cảnh hồi sáng là ám ảnh. Cũng hy vọng là vợ Huy Khánh xin được nhà rồi, chứ không là mặc đồ dơ tội nghiệp lắm. Nếu mà ai thua á, không được tắm, để về ngủ tới sáng mai, về luôn nguyên bộ đồ này luôn. Nếu em thắng anh phải ăn 5 củ trong vòng 30 giây. Rồi chơi luôn. Chị ơi. Dạ em chào chị. Em ở Sài Gòn về tại vì tụi em trong cái nhóm thực tập viên á, tụi em đi về đây để khảo sát giống như là hỏi thăm những cái gia đình mà có chồng nói chung là liên quan đến nông nghiệp á, thì chị giúp em được không? Chị em làm phiền chị đi vô nhà mình nói chuyện chút được không? Em tên là Thư. Tại hồi nãy em vô em có gặp chắc con gái lớn của chị, thì em hỏi bé là em xin phép em được ở lại qua một đêm để sáng ngày mai em coi cái cách chị làm á. Để em mới có cái ghi nhận thực tế của em thấy vậy thì em mới làm bài tập được. Cho em hỏi thăm là em có thể ở lại được không? Lúc này chị bằng cỏ không à? Dạ. Vậy chị cho em xin phép được ở lại. À, đây là anh hả? Dạ em chào anh. Em đang hỏi thăm chị. Tại vì tụi em ở bên một cái nhóm thực tập viên á. Xin phép cho anh chị cho em ở lại được không anh? Tối cho em ngủ võng cũng được. Sự nhẹ nhàng cởi mở của anh Thư đã khiến cho gia chủ khó lòng nói lời từ chối. Vô cùng đắc ý, ngay lập tức cô gọi điện cho chồng. Số của vợ gọi chết cha. Đừng có nói là bị năm cục khoai nha. Alo. Anh đang làm gì rồi? Xin được nhà chưa? Em xin được chưa? Xin được rồi. Sao? Mừng anh. Em đừng có xạo, em xin rồi. Đừng có giả bộ. Em xin nhà nào, mấy nhà mới được? Nhà đầu tiên luôn, em gặp một anh chị rất là dễ thương. Năm củ khoai thành năm ba trái bắp được không? Bắp ngon hơn. Thôi khỏi, trời ơi, bắp ở đây người ta ngon lắm ha. Ăn bắp là lời. Đổi ăn năm củ khoai thành ba trái bắp được không?
Thôi vậy thôi đừng có làm phiền anh, để anh đi xin nhà nha. Em làm phiền anh quá. Chú cho anh hỏi chút. Ủa trong đây mình hết đường cho chú vô tới hết đó là. Đi hoài, lại đó có tư đi hoài đúng không? Thí dụ mà con đi nửa đường mà con mệt quá, con xin mấy người ở khu vực này con vô con ở người ta cho không chú? Rồi xuống nhà trọ đủ. Con không có tiền, con có 50.000 thôi. Vậy hả? Chú mình không tiền, con phải bỏ hoài. Nhà này đẹp mà, không có ai ở nhà hết. Vô kiếm nhà đẹp ở thử coi. Con, của nhà này ai ở con? Dạ, ông ba. Ông của con hả? Ông ở với ai? Ông ở với vợ ông với chú Út. À, chú Út đi làm gì về hả? Dạ, chú Út đi xuống trời. Chừng nào chú mới về đây? Dạ, sáng mới về. Rồi, xong luôn. Sáng sớm mới về hả? Rồi, đâu ai cho chú vô ngủ đâu. Tuy là một diễn viên nổi tiếng, nhưng rõ ràng người dân nơi đây lại không nhận ra anh Trang. Trời gần tối rồi đó. Anh là anh đi làm. Ở trọ lại gia đình chị Xế, anh Thư khá chủ động trong việc tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh gia đình. À, cái người ta mua mình lại xếp cho mập á. Dạ. Vụ gì thường mình thu hoạch được khoảng bao nhiêu tiền? Do cái ruộng ngô đó. Ngô chỉ mới trồng năm nay thôi. Tại vì năm nay trồng bí đó. Dạ. Cái lỗ mà cái như mình trồng lại ngô. Em thấy nguyên cái mấy hai con đất lớn vậy mà làm lúc mà đi trồng á, là mình chị hay là anh chị cùng trồng? Chứ là mất hai đứa nhỏ thì ra bỏ hộp luôn. À, làm phụ. Thu hoạch ngô xong cái mình trồng lại dưa. Mà dưa hấu thì mình trồng như vậy là bao lâu thì thu hoạch chị? 2 tháng. Cũng 2 tháng. Ngon ngô hả? Huy Khánh thì vẫn ung dung đi tham quan trong ấp. Ở chợ chú. Hả? Chú không ở. Chú xin ở với chú không có tiền để trả. Dạ, đi lại nhà bà đó con nhận chú đi. Bà nào? Được ngay cô bé ban nãy hỏi xin nhà dùm. Anh chàng này quả thực vô cùng may mắn khi chẳng tốn chút công gì. Mà bác hiền không? Dạ hiền. Chào cô, cô thứ mấy, cô tên gì? Tư. Cô Tư hả? Nhà cô Tư ở đâu vậy? Đâu cô Tư? Ở đâu? Ở nhà lộn, ở xuống quê kiếm nhà trọ con vậy? Con đi quay phim gần đây nè. Xong rồi cái bây giờ bị thất lạc đoàn phim. Mà hẹn sáng mai mới gặp. Nãy đi ngang nhà bà bác con không dám vô. Nhà bà Tư con không dám vô. Sợ vô rồi xin cái con cháu bà Tư la con chết. Bà Tư ở đây với ai vậy? Mày có hai đứa cháu. Rồi ví dụ con xin ở đây thì cháu bà Tư có la không? Chắc nó không dám đâu, bởi vì ý của bà nó không dám la đâu. Bà Tư ăn cơm chưa? Ăn rồi. Dạ. Tụi con ăn cơm đâu chưa? Dạ chưa. À. Con... Chưa làm cơm ăn. Dạ. Ôi. Bà Tư cho ở còn cho làm cơm ăn nữa. Ừ. Con mừng cũng chết. Đang đói bụng quá trời quá đất. Ủa hôm nay con vì hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nên cô chị Hà Miên đã thôi học để ở nhà phụ việc cho gia đình. 2 buổi luôn. Lớp 4 mà bây giờ học 2 buổi hả? Ngày nào cũng vậy hả? Có thứ 4, 5, 6. Có thích học không? Không thích học hả? Sao vậy? Sao không thích học nữa? Chị nghe thử coi. Phải đi học thì gia đình mình mới khá giả lên, mới không có nghèo nữa. Và mới cuộc sống của mình nó mới tốt hơn rồi. Nó được ăn mặc đẹp hơn, được gặp nhiều người khác, nhiều người mới lạ, bạn bè hơn. Hiểu không? Cho nên mình phải ráng học. Nghe lời chị đừng có bỏ học nha. Đừng có thấy chị hai lỡ nghỉ học rồi cái nghỉ như chị. Thấy bé Như Ý cũng không thiết tha trong việc học, anh Thư đã trò chuyện, tâm sự cho cô bé hiểu thêm ý nghĩa của việc học. Cái này là nhờ con tặng con tới 2 cây. Let me tell you about my buddy, he's 3,000 years old. Đã có nhà ở, quá an tâm cho buổi tối hôm nay, anh chàng liền bị những trẻ trong ấp kéo ra ngoài biển chơi. Đẹp quá ha. Chưa có đứa nào đi Sài Gòn hết hả? Rồi có thấy được Sài Gòn như thế nào chưa? Rồi muốn coi cảnh gì ở Sài Gòn? Hả? À, hình vợ chú phải không? Thấy mì quá vậy. Còn chú đây. Phải có con diều hâu với con gà mới chơi được phải không? Diều hâu cho. Mấy con là gà con, chú là gà mẹ. Những trò chơi của lũ trẻ thôn quê cũng vô cùng mộc mạc và dân dã.
chẳng thể thấy được những hình ảnh này ở nơi phồn hoa đô thị. Xin giới thiệu, em tên là Lương Thanh Tú, ở ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hoài, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay em ca một bài là Chú Bông Mặt Trời Sao Nhắn Lòng Anh Nhớ Thương Chị Mận Nhân Mông Cũng Tận Vì Ai Cây Cành Nắng Cay Giờ Đây Trong Kiếm Nâng Coi Biết Vậy Đâu Khi Đường Tương Lai Mình Mù Tăm Tối Mà Đổi Đi Vậy Không Có Ngày Mai Vì Người Ta Đã Cướp Đi Đôi Mắt Anh Rồi. Hay quá, vỗ tay. Mà sao nhà chị nuôi tôm bị cái gì vậy? Nó bị bệnh đó. Rồi thoát hết luôn. Còn hơn là... Ủa mình có hồ tôm mình không có cần ngủ dữ hả? Ngủ á, anh đi ra cho anh ngủ. Là đêm nay anh phải đi á hả? Đêm nào cũng đi hay sao chị? Đi hết. Dạ. Nhà em hồi đó cũng có ruộng nữa. Tại nhà ba mẹ em thì ba em làm công chức á, nên là không có thời gian, mẹ thì mẹ buôn bán, thành ra là cho người ta thuê. Em mới nhanh ta thuê để người ta, nói chung là giống như mình khoán luôn á. Rồi năm vậy cái người ta trả mình có mấy triệu. Dạ, cũng gần 10 công đất á. Gia đình anh Noa chị Xế thuộc diện gia đình khó khăn trong ấp, cái nghèo dường như vẫn quanh quẩn nơi miền quê Trà Vinh, khi mà công việc chính cho họ vẫn là trồng trọt đơn thuần. Được sống và hòa mình nơi những người dân nơi đây, mới biết quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều những gia đình mà với họ chỉ cần ngày ba bữa ăn, lo cho các con ăn học tới nơi tới chốn, đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Nhà mình có đọc nuôi tôm hả? Mình nuôi tôm để mình kinh doanh hay là mình nuôi tôm giống? Không, nuôi tôm kinh doanh là tôm bán, tôm thịt á. Tôm bự chưa bác bạn? Tôm cái này hết rồi, còn nó vuông chứ có cua. À, cua. Đang tới mùa cua. Cua thì có đây ra rồi. Là cua là nuôi luôn. Nuôi luôn. Nuôi tôm nhắc cũng đâu có dễ đâu ha. Dễ, thả đại không cho ăn chứ. Hả? À, phải không? À, đâu nuôi công nghiệp đâu, nuôi mình nuôi thả lan mà. Mình nuôi ngoài biển luôn? Không, nuôi trong rừng, mình đào lên làm cái ao gì. Vậy nó ăn gì để nó sống? Bùn. Vậy là mình chỉ tốn công thôi chứ mình đâu tốn... Công chỉ mình thả mình nuôi rồi mình tới... Cũng như hết mùa rồi mình kêu cô bé múc. Bác ba giờ chỉ còn một mình, cùng với ba người con. Mỗi lần nhìn về phía chàng diễn viên, như tình cảm của một người mẹ dành cho cậu con trai từ xa mới về. Sự chân tình ấy không phải ở nơi đâu, gia đình nào, người nghệ sĩ cũng nhận được, nếu tình cảm ấy không xuất phát từ trái tim đến trái tim. Đi học lại đi, mình đi đăng ký học bổ túc á, xong rồi mình có cái bằng 12 rồi mình đăng ký đi học trung cấp du lịch, học xong rồi có thể về đây, ở đây có công ty du lịch đó. Mình xin vô mình làm. Mà Gương có thích ở Sài Gòn không? Thích không khí trên đó không? Dạ. Chị cũng vậy á. Sài Gòn nó ồn quá đúng không? Không khí thì bụi bặm không à. Bên gia đình anh Thư đã xong bữa tối. Phía bên Huy Khánh giờ mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối khi những người con của bác ba giờ mới đi làm về. Cá đối. Cái này là cá nâu hả bác ba? Xương mà đâm chúng là nhức răng. Đang rất phấn khởi vì được mời ăn tối. Sung sướng ngay lập tức, anh chàng bị bà xã nhắc nhở. Cá quá trời. Trước khi ăn tiệc làm ơn ăn 5 củ khoai giùm em đi. Khoai ngày mai mới ăn chứ ai ăn bây giờ. Không có em muốn của Vũ khó ăn lắm. Với lại để bụng ăn tiệc, ăn không ăn được bác ba là chết à. Không, ăn liền. Mai mới ăn. Không. Rồi vậy cho em nói chuyện với chị đạo diễn đi. Rồi. Tắt máy liền. Cho nó. Ủa sao ông kêu mình kêu ông cho mình nói chuyện mà ông cúp máy lại. Trời ơi vô đây nè, vô cho coi thấy không? Quá trời luôn, ăn ai mà dạy đi ăn khoai. Quá trời luôn, ai mà đi ăn khoai. Khoai để dành anh cho chàng mình mai. Đúng là có lộc ăn. Ở ngôi nhà lần trước anh ở trọ, gia đình cũng mở bán đồ ăn. Không chút khách sáo, anh chàng vô cùng nhiệt tình dùng bữa tối cùng gia đình. Chắc phải đưa anh đi bệnh viện nghỉ rồi. Chiếc
Anh Thư rõ ràng khiến người xem cũng dễ mường tượng hình ảnh một tình nguyện viên sẵn lòng đến những nơi vùng sâu vùng xa giúp đỡ các em nhỏ trong việc học. Trờ. Trờ. Tức là uống cái lưỡi vô. Trăm. Thấy chị Thư làm không? Đưa cái lưỡi vô trăm, xong rồi trăm. Còn trăm là cái lưỡi nó ở chính giữa, nó không đụng gì hết. Rồi đọc lại. Bé như ý có 100 ngàn. Sao anh nói thấy em trong phim hoài vậy? Rồi giờ thấy ở ngoài thì thấy sao? Đẹp trong phim á. Đẹp trong phim. Không, sớm giờ qua thổi đi cánh đi chơi, tham gia đừng trò chơi gì. Dạ. Trò chơi lữ khách 24 giờ. Thích chương trình nào? Thích. Em câu hoài luôn mà thấy người ta mấy chủ nhà cho bất lợi bị nọ. Ba phải kiếm trả gì cho anh Khánh. Nhà bác ba đâu có làm gì đâu mà bác ba nói nhà bác ba nuôi tôm. Mà ngày mai bác ba nói bác ba dẫn ra mà không còn tôm nữa thì sao mà bắt. Đó. Chị, em xin lỗi. Chị có từng ăn khoai mà mình tán ra vậy nè, xong rồi trộn dừa với đường vô không? Ngon lắm á. Mà em thấy người ta hay trộn bằng khoai trắng đó vậy, khoai bột á. Mình tán ra cho nó nhuyễn xong rồi dừa đó. Dừa mà còn ăn được chứ không phải dừa khô nha. Trộn dừa vô, trộn đường vô. Rồi mình quết lại cho đều rồi. Rồi lúc đó mình ăn sao cũng được, dắt cục cũng được. Tưởng tượng thèm á. Kết thúc một ngày dài với ba thử thách được đặt lưng xuống giường bây giờ, quả không có niềm vui sướng nào bằng. Và đêm nay mỗi người hẳn sẽ có một giấc mơ nồng ấm cho riêng mình. Anh Thư bắt đầu buổi sáng khi ra đìa tôm gần nhà để tìm hiểu. Sáng sớm nhìn cái mặt hồ cái tự nhiên mình thấy nó yên bình ha. Cái hồ này là mình nuôi 10.000 con tôm. Cái thức ăn này là mình mua sẵn hả? Nó có lên ăn mình thấy không? Không thấy đâu. Ủa vậy hả? Mình muốn thăm tôm á. À. Mình có cái chợp đó. À. Cái chợp đó mình muốn ăn thăm cái nó ăn hết cái mẩu thức ăn dưới đáy hồ của mình, nó đầu nó vô cái chợp. À, nó tìm hay sao? À. Vô chợp mình ra mình dở chợp. Coi coi nó bê lớn. Bây giờ là nó được bê lớn. Mấy con? Bằng tay của mình vậy cũng có mà nửa khía cũng có mà một khía cũng có. Nó lọt. Ủa tôm sú mà cũng bự vậy hả vậy? Một khía, hai khía luôn á. Chị á. Ủa cỏ này để làm cái gì đây anh? Cho bò ăn. Nhà mình có nuôi bò không anh? Có. Nhiều không? Ba con. Một con bò là một ngày ăn hết bao nhiêu cỏ anh? Ăn khoảng một bao anh. Có cái nào nó ăn không cỏ mọc không kịp không? Chứ tới mùa cỏ thì cắt cỏ, rồi tới mùa khoai á lại xin khoai chiên khoai của người ta. Tới mùa lúa thì mình thúc lúa xong mình lấy rơm. Sinh ra và lớn lên ở Trà Vinh, nhưng dường như anh Thư cũng khá mới mẻ với những công việc nhà nông. Cái cây này hay trái mình tỉa thế này mở nè. Bẻ mở. Dễ hả? Sao uổng vậy chị? Mà tại sao chị? Cho cái trái tên này nó lớn. À, tức là nếu mình để một cây thì nó phải nuôi hai trái. Thì nó không có lớn. Mình tỉa ra cái hình lộp cái này ra nè. Mình lột ra mình bán cái bắp non là từ cái vụ này đây. Ừ. À. Cái này bán mất tiền nó mất 20.000 ký. Vậy á. Vậy thôi mình đi hái bắp non đi. Bây giờ con chuẩn bị hình phạt con ăn khoai. Chắc chết quá. Đến lúc này thì Huy Khánh mới thực hiện đúng lời hứa với bà xã của mình sẽ phải ăn hết 5 củ khoai. Chết. Trông cảnh anh chàng ăn khoai thế này, có lẽ những ai đã từng yêu thích món khoai lang sẽ phải ngán ngầm một khoảng thời gian dài. Đó là chưa. Cái này bây giờ ăn vừa ngâm thôi chứ chơi mỏi.
bỏ hết vô miệng cho nước nha. Trời ơi, chết. Em tối qua nằm rồi suy nghĩ cách ăn cho nhanh nè. Cái mình bỏ vô mình nhai thì không nổi, mình phải nghiền cho mát trước, bỏ vô mình nuốt thôi. Thì ra, giấc mơ đẹp hồi đêm của anh chàng là... Nặng vậy. Lên, buông nào vậy? Không vậy, vô đây bị trăng. Mềm quá, ngon. Trái hẳn với ông xã, chỉ toàn được ăn và ăn, anh Thư lại vô cùng thích thú làm món khoai trộn dừa. Bây giờ là mình tới giai đoạn trộn dừa nha. Hấp dẫn, hấp dẫn. Thơm á. Thử coi con làm ăn được không? Rất ngon. Cảm ơn bà. Cái cuốn này thời gian để cả hai ở lại gia đình cũng đã không còn nhiều. Chia tay là điều ai cũng biết. Nhưng khi nó đến thì cả người đi hay người ở lại đều cảm thấy bồi hồi. Thì trong đây là có mỗi một nghệ sĩ thì họ sẽ nói một vài điều về họ, về gia đình, về công việc. Đây là Trang của Huy Khánh. Con tặng bác ba, cảm ơn bác ba. Anh hai, đi về gấp quá, không có gì tặng anh hai. Thôi em có cái nón này thôi. Anh hai mỗi bữa mà ra cho tôm hay cho cua ăn á, đội cho đỡ nắng rồi cái gì vậy? Nhớ em nghe. Cảm ơn anh hai nhiều. Trước tiên là em rất là cảm ơn chị với anh No đã chấp nhận tin tưởng cho em ở lại đây. Em có một chút quà em muốn gửi tặng cho anh chị. Qua giờ em về em cũng thấy nhà mình bị ở sau cái nhà tắm nó không có đèn đó. Thì cái này để dành cho anh chị xài đèn sạc. Em cảm ơn chị nha. Chị cảm ơn nhiều. Dạ. Cái này là kẹo xương gươm dopamine cho anh hai với bác ba với mọi người sớm. Em chào anh hai, chào bác ba với chào mọi người, em xin phép em đi. Khi nào mà có dịp mà xuống du lịch biển Ba Động ghé nhà bác ba chơi thăm anh hai. Dạ. Em thật sự là cảm ơn anh chị với lại chúc cho anh chị thiệt là nhiều sức khỏe để mà lo cho hai đứa. Huy Khánh và Mạc Anh Thư đã đem đến cho hành trình Lữ Khách 24 giờ những màu sắc vô cùng thú vị về tình cảm họ dành cho nhau, về những trải nghiệm mà họ gặp phải và nhất là tình cảm mà cả hai gia đình đã dành cho đôi vợ chồng. Chúc cho cả hai sẽ luôn hạnh phúc, thành công trên con đường mà họ đang đi. Xin chào và tạm biệt. Em cảm ơn anh chị đã tin tưởng và chấp nhận cho em ở lại gia đình của anh chị và có những cái trải nghiệm thực tế. Cô cũng như nghĩ Khánh người tốt là cô mới cho qua đêm. Thì Khánh nghĩ đây là một chương trình hay, rất là đáng để mình tham gia. Chính vì vậy các nghệ sĩ chúng ta nếu có thời gian rảnh thì nên dành chút xíu thời gian để tham gia chương trình Khánh 24 giờ. Em được lá cờ cuối nha. Chào. Bây giờ yêu dấu bị thất lạc một đêm. Trời. Mong ngày chiếu nhanh để mình coi cuộc sống của vợ mình bên kia như thế nào. Rất là thoải mái. Mạc Anh Thư và Huy Khánh. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin mời khán giả tiếp tục đón xem hai gương mặt vô cùng dễ thương sẽ trở thành lữ khách của tuần sau. Đó chính là cặp đôi Đinh Tiến Đạt và cô bạn gái gốc Hàn Harry đang rất được yêu mến hiện nay. Để xem cặp đôi này sẽ vượt qua thử thách gì.